Thành phố Đà Nẵng là một điểm dừng chân lý tưởng của mọi du khách khi đến với miền Trung Việt Nam. Du khách có thể thưởng thức những giây phút tuyệt vời trên đỉnh núi, trong rừng sâu hay bên bờ sông, bên bãi biển. Đặc biệt tại Đà Nẵng, du khách có thể đến với những địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng như Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng. Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Top Việt Nam phát sóng trên kênh truyền hình Nét Việt VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ, Đà Nẵng luôn thế qua mùa mưa, thành phố này như được thay một màu áo mới và rất phù hợp cho một chuyến dã ngoại đầy thú vị. Và trước khi đến Đà Nẵng thì tôi được biết thành phố này ngoài những điểm du lịch hấp dẫn như những khu resort nổi tiếng, những bãi biển trải dài thì ở đây còn có sự hiện diện của những ngôi chùa rất nổi tiếng. Và ngày hôm nay thì tôi quyết định lên với núi Ngũ Hành Sơn người bạn đồng hành chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ là bạn Hải Yến. Hải Yến ơi, núi Ngũ Hành Sơn thì mình được biết là có rất nhiều những cái điểm du lịch tâm linh rất là hấp dẫn, những ngôi chùa trong hang đá rất là nổi tiếng. Vậy bạn có thể giới thiệu giúp mình đôi chút về Ngũ Hành Sơn được không? Xin chào các bạn. Ngũ Hành Sơn thì có 5 ngọn núi: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Nay mình chỉ đi ngọn Thủy Sơn thôi. Ngọn Thủy Sơn thì có đường lên trời, có đường xuống địa ngục. Giờ là chúng ta lên trời trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ lên 156 bậc tam cấp để lên chùa Tam Thai, là một trong những ngôi chùa cổ nhất Đà Nẵng hiện nay. Và đây cũng là ngôi chùa đầu tiên trên đường đi của mình đúng không? Đúng rồi. Ok, bây giờ mình bắt đầu lên đường luôn. Nói đến Đà Nẵng, không thể không nhắc đến cụm Ngũ Hành Sơn sừng sững. Ngũ Hành Sơn là tên gọi chung của 5 ngọn núi thuộc Đà Nẵng, nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 8 cây số về phía đông nam, trên một bãi cát mênh mông gần bờ biển, thuộc làng Hòa Khê, ấp Sơn Thủy, quận Ngũ Hành Sơn. Điểm đầu tiên mà chúng ta gặp đây là chùa Tam Thai. Từ chùa Tam Thai chúng ta có thể đi vào lên Vọng Giang Đài ngắm 4 ngọn núi còn lại. Và từ chùa Tam Thai chúng ta cũng để đi sau lưng chùa Tam Thai là động Huyền Không, trong những động đẹp nhất tại đây. Ok, rồi mình đi. Rồi, xin giới thiệu với các bạn là đến chùa Tam Thai. Và vì sao cái tên gọi là Tam Thai? Thật ra là Tam Thái, Thái tức là núi. Thì trên ngọn Thủy Sơn này hôm nay mình đi còn có 3 ngọn núi khác: Thượng Thái, Trung Thái và Hạ Thái. Thì vua Minh Mạng đến đây thấy 3 ngọn núi này giống hệt là 3 cái ngai vàng của một bệ rồng của vua đấy. Thì và giống hệt 3 ngôi sao này nằm ở 3 tầng khác nhau, giống hệt 3 ngôi sao Tam Thai của tròn sao Đại Hùng Tinh mà nhân gian gọi là sao cây. Thì chùa được bao bọc bởi quần thể núi như vậy nên có tên là chùa Tam Thai, được sắc phong quốc tự từ năm 1825 do vua Minh Mạng cho xây dựng. Chùa Tam Thai có tên chữ là Tam Thai Tự, được xây dựng vào năm 1630. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất còn lại ở thành phố Đà Nẵng. Vào cuối thế kỷ 17, thiền sư Hưng Liên từ Trung Quốc sang Đại Việt là người đầu tiên đưa phái thiền Tào Động vào đàng trong, đã trụ trì và lập đạo tràng tại chùa Tam Thai. Yeah.
nằm kế bên của chùa Tam Thai là Vọng Giang Đài. Đây là một điểm cao mà từ đó các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, con sông Cổ Cò chạy ở phía bên dưới chân núi và phía xa hơn là núi Bà Nà Hill. Rồi, từ Vọng Giang Đài chúng ta có thể ngắm bốn ngọn núi còn lại. Ngọn đầu tiên mà chúng ta gặp chính là ngọn Thổ Sơn, tiếp theo là Kim Sơn, Dương Hỏa Sơn, Âm Hỏa Sơn, Mộc Sơn, mình đứng là Thủy Sơn. Rồi, đến đây thì mình còn có thể ngắm được sông, bên kia là sông Cổ Cò, trước mặt chúng ta là sông Cẩm Lệ đổ ra sông Hàn. Đây chính là con đường mà vua Minh Mạng đi thuyền từ Huế và bến tại ngọn Kim Sơn để kịp lên đây tham quan. Ngũ Hành Sơn có 5 ngọn núi cũng đúng, mà có 6 ngọn núi cũng đúng, bởi vì ngọn Hỏa Sơn thì có Âm Hỏa Sơn và Dương Hỏa Sơn. Mình thấy ở đây thì có hệ thống kính viễn vọng ấy. Thì những cái kính này, như từ đây mình có thể quan sát được những cái điểm nào nhỉ? Đúng rồi, từ đây thì có thể ngắm được bao quát sông, núi và toàn cảnh Đà Nẵng. Bạn có muốn thử không? Chị em để camera lên là mượn. Ngay phía bên tay phải của tôi là một trong những khu vực đẹp nhất trên quần thể núi Ngũ Hành Sơn. Và chỉ bước qua cánh cổng có ba chữ Huyền Không Quan kia là chúng tôi sẽ bước vào một khu vực có những hang động rất là đẹp, và trong đó thì có những ngôi miếu nhỏ. Mời quý vị các bạn. Để vào được động Huyền Không, phải bước xuống hơn 20 bậc cấp, nằm sâu hơn động Hoa Nghiêm khoảng 5 mét. Có người đã ví động Huyền Không giống như chiếc chuông úp sấp, là một trong những động rộng, thoáng mát và đẹp nhất của quần thể Ngũ Hành Sơn. Vòm động tiếp xúc với không gian bên ngoài, ánh sáng rọi vào làm động thêm lung linh, huyền ảo. Ngày nắng, động được ví như chiếc điều hòa thiên nhiên bởi không khí mát mẻ, trong lành. Đây là điều làm nên sự khác biệt của động Huyền Không đối với một số hang động khác ở Hạ Long hay Phong Nha Kẻ Bàng. Trong khi các nơi phần lớn là động kín, ẩm, trong động phải thắp điện hoặc khi vào phải có đèn chiếu sáng, thì động Huyền Không vì ít thạch nhũ nhưng đủ độ thoáng và ánh sáng tự nhiên, tạo thành những quần sáng kỳ ảo, ấn tượng với du khách. Thì ngoài việc mà chúng ta có thể nhìn ngắm tổng quan thì ở đây có rất là nhiều miếu để mà chúng ta cầu nguyện. Nếu mà giờ Hà muốn chúng ta cầu tài cầu lộc thì mình sẽ qua đền thờ Linh Sơn Thánh Mẫu và tài cầu lộc. Còn nếu như mà Hà cầu sức khỏe đi đường thượng lộ bình an thì sẽ qua bà Lôi Phi nha. Bên này thì dành cho cầu duyên, cầu tự con cái. Còn ở trên cao là Phật A Di Đà, dưới là Địa Tạng Vương Bồ Tát cầu cho người quá cố của chúng ta. Đặc biệt đi vào bên trong thì sẽ có hai thạch nhũ được gọi là hai bầu sữa mẹ. Du khách sẽ hứng từng giọt nước để mà cầu làm tâm linh. Rồi sau khi du khách sau cầu nguyện xong, họ sẽ đến gõ vào cái trống trời được gọi là trống chiên, trống đá. Gõ càng vang thì lời cầu nguyện bay càng xa đến tay Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy.
Như bạn hướng dẫn viên vừa nói với tôi thì ở đây có hai bầu sữa, và đây là bầu sữa đục và đây là bầu sữa trong. Bầu sữa đục này thì trước đây có rất là nhiều nước, nhưng mà khi vị vua Thành Thái, một vị vua rất đa tình của Việt Nam, đến đây sờ vào đó và đã làm cho bầu sữa này không còn chảy nước nữa. Và ở đây thì còn in 5 ngón tay của vị vua. Theo truyền thuyết thì khi nào mà có một chàng trai mà có thể ướm vừa 5 ngón tay của vị vua Thành Thái này thì bầu sữa sẽ chảy trở lại. Còn bên trong là bầu sữa trong, du khách sẽ đến đây và thành tâm hứng những giọt nước ở trong này. Khi mà những giọt nước này được chảy xuống và sẽ dùng những cái giọt nước như thế này để xoa lên đầu, lên mặt để cầu cho mọi may mắn và thành công. Tôi cũng sẽ làm việc đó. Đâu hết. Công việc cuối cùng khi mà du khách đến với động huyền không sẽ là gõ vào chiếc trống đá tự nhiên này để cầu mong, để tất cả những cái ước nguyện của mình cầu mong sẽ thành hiện thực. Và bây giờ thì tôi sẽ gõ vào chiếc trống tự nhiên này. Tương truyền rằng khi mà chúng ta gõ vào chiếc trống này mà tiếng vang càng xa thì những ước nguyện của mình sẽ càng được bay cao, bay xa và sẽ thành hiện thực. Rất là thú vị. Thì mình xin giới thiệu với Hà, đây là tấm bia cổ được làm bằng đá cà kiểu có từ năm 1837 đến bây giờ. Ba chữ là Vọng Hải Đài. Bên này là Minh Mạng Thập Bát Niên Thất Nguyệt Cắc Nhật, tức là Minh Mạng năm thứ 18, một ngày tốt tháng 7 và năm 1837. Như vậy ở đây có hai chữ sắc tứ là vua ba. Thì đây chính là nơi mà vua Minh Mạng ngồi ngắm sông. Thì bên kia mình có bia Vọng và chỗ Vọng Giang Đài, bạn còn nhớ không? Vọng Giang Đài là nơi ngắm sông, còn Vọng Hải Đài là nơi ngắm biển. Ở đây chúng ta có thể ngắm được cù lao Chàm và một khúc cua biển ở ngoài xa. Đặc biệt là làng đá Mỹ Nghệ Non Nước có truyền thống hơn 400 năm rồi. Nằm ngay phía bên dưới chân núi là làng đá Mỹ Nghệ Non Nước đúng không? Đúng rồi. Còn phía kia là chỉ cần là cù lao Chàm. Đó là biển Non Nước, hay còn gọi là theo tên địa phương là biển Non Nước, còn biển Đông là tên của Việt Nam mình gọi là biển Đông. Rồi, thì trên ngọn Thủy Sơn này kết hợp âm dương rất là hay. Có đường lên trời sẽ có đường xuống địa ngục, có chùa chiền sẽ có hang động, chùa phía trước và hang động phía sau. Thì lúc nãy chúng ta đã lên trời rồi, mình biết là đường lên thiên đàng nó khó khăn như thế nào. Giờ mình sẽ xuống đường xuống địa ngục nha. Đây là đường xuống địa ngục đúng không? Ok. Rồi, thì theo triết lý của nhà Phật thì trước khi mà một linh hồn vào thế giới âm phủ thì sẽ gặp hai ngày thiện và ác. Thì hai vị thần thiện và ác này có nhiệm vụ là canh giữ cử động nghiêm ngặt ngày đêm, kiểm soát cái linh hồn trước khi mà nó vào thế giới âm phủ. Mình đang đứng trên một cây cầu, chị thấy là có những cái
hình thù của 12 con giáp ấy, thì ý nghĩa của cây cầu này là như thế đúng nào? Đúng rồi, đây là cây cầu âm dương định mệnh. 12 thăng trụ là 12 con giáp tượng trưng cho 12 căn số của một con người. Ý nói là con người không ai là không một lần bước qua cây cầu âm dương định mệnh này. Ý nhìn kỹ trên thăng cầu ta thấy nó võm xuống chứ nó không có vòng lên hoặc ngang bằng như các cây cầu trên dương gian. Bởi vì nó gánh chịu quá nhiều các oan nghiệp của linh hồn. Còn đây là vô số vòng tròn đồng tâm và mạng nhị. Có phải là lưới trời lồng lộng tươi thưa mà khó lọt đấy? Đúng rồi. Đây còn dòng sông này thì nước rất là đen, đó là dòng sông Nại Hà. À, đúng không? Đúng rồi, theo triết lý là vậy, một bên sinh và một bên tử. Thì những người nào khi còn sống mà làm điều thiện á, thì mất đi thì xuống đây thì sẽ được long thần hộ pháp đưa qua cầu âm dương một cách bình an. Ngược lại thì sẽ bị chó rượt giữ rượt đuổi rớt xuống sông Đại Hà này cho cá sấu và thùng lùng ăn thịt. À, bây giờ mình sẽ đi vào tham quan động phủ, chắc là có rất nhiều điều thú vị đúng không? Động này rất là rộng, mà chị thấy là ở đây có rất là nhiều lối đi, bên này, cả trên này nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi theo đường nào em nhỉ? Đúng rồi, một linh hồn mà khi đến đây thì sẽ có hai con đường để đi. Một là thiên thai giới, hai là địa ngục môn. Giờ chị sẽ đi theo lối nào? Thực ra thì sau cái chuyến đi tham quan Ngũ Hành Sơn, bây giờ chị cũng thấm mệt rồi. Thôi thì sẽ lên thiên đường. Động Ông Phủ nằm dưới chân Thủy Sơn, ngọn lớn nhất trong Ngũ Hành Sơn. Do kiến tạo độc đáo của thiên nhiên, nên đã trở thành một trong những hang động lớn và huyền bí nhất ở quần thể này. Trung bình mỗi năm có hơn nửa triệu lượt khách trong và ngoài nước tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, song không phải ai cũng đủ can đảm để một lần xuống Động Âm Phủ đầy sức quyến rũ kỳ bí. Phủ đúng không? Ở dưới kia thì tối này, và ở dưới sâu còn trên này thì lại là lên trên cao. Ngoài ra thì nó có cái điểm khác biệt gì ở giữa cái hai khu vực này được không? Thì khác với địa ngục môn thì tội gì bị trừng phạt như thế nào? Cõi thiên thai này chỉ dành cho những người rất là vĩ đại thôi, hoặc là được phong thánh nhà Thanh Gióng hoặc Đức Thánh Trần thì sẽ được đưa lên cõi này. Thì giờ trên này sẽ có rất là nhiều tượng Phật và đang khắc họa là hình ảnh cưỡi mây về trời. Đặc biệt là trong này có thiên thủ thiên nhãn từ trong hốc đá cũng có rất là nhiều Phật bà. Đây còn những cái tượng mà ở trên này là tượng khắc trực tiếp lên trên đá của núi này luôn đấy đúng không? Đúng rồi, từ trên vách đá nên người ta tạc lên trực tiếp vậy chứ không phải là dán mà. Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ lên trên kia. Càng vào bên trong, hang động càng rộng ra, vòng động cao hẳn lên. Nhìn lên vòng động, con người như đứng giữa một bầu trời thu nhỏ. Bên phải là đường xuống âm phủ, theo các bậc cấp chui qua các eo đá quanh co, khúc khuỷu đến tận cùng đáy hang. Bên trái là đường lên trời, ăn thông ra ngoài vách núi bằng một hành lang treo leo, hiểm trở. Đoạn cuối của vòng động có một lỗ hổng thông lên trời. Đứng ở đây có thể nhìn thấy các chùa Tam Thai, Linh Ứng và ngắm bao quát toàn cảnh Ngũ Hành Sơn. Theo truyền thuyết, nếu ở dương gian ăn hiền ở lành thì sẽ được rẽ trái bước lên thiên thai giới. Còn nếu ăn ở bất nhân thì sẽ bị đưa xuống chỉ diện phán quan điện và minh vương điện để xét xử tội trạng. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình tham quan ngọn Thủy Sơn ngày hôm nay. Thì chúng ta đã biết được là đường lên trời thì nó khó khăn, mà đường xuống địa ngục thì nó dễ dàng như thế nào. Thì qua đây, qua cái động âm phủ này, người ta cũng muốn nhắn nhủ chúng ta rằng ngay từ bây giờ chúng ta hãy biết khắc phục cái mặt ác trong con người mỗi chúng ta, phát huy mặt thiện tu nhân tích đức để sau này sẽ được đoàn khai siêu thoát. Ok, chị cảm ơn em đã đưa chị đi tham quan một chuyến hành trình rất là thú vị trên Ngũ Hành Sơn.
Rồi, em chúc chị dồi dào sức khỏe. À, hẹn gặp lại chị lần sau. Rồi, cảm ơn nhé. Tôi có một chuyến du ngoạn đầy thú vị trên núi Ngũ Hành Sơn và tiếp tục tìm hiểu về những điểm du lịch tâm linh hấp dẫn nhất thành phố Đà Nẵng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ đến bán đảo Sơn Trà. Nơi đây thì đang tọa lạc một ngôi chùa được coi là lớn nhất của thành phố Đà Nẵng. Và ngay phía sau lưng tôi các bạn có thể nhìn thấy tượng Phật Bồ Tát cao 67m. Tôi tin chắc rằng khi đến đây sẽ có rất nhiều những điều thú vị đang chờ quý vị các bạn. Xin mời. Nằm trong khuôn viên của chùa Linh Ứng Ba, bãi bụt quận Sơn Trà. Tượng Phật Bà Quan Âm có chiều cao 67m, đường kính đáy 30m, tức là tương đương chiều cao của một tòa nhà 30 tầng. Tượng Phật Quan Âm mặt hiền từ, đang nhìn xuống, một tay bắt ấn tam muội, một tay cầm bình nước cam lộ, cao khoảng 5m. Tượng Phật Tổ trên mão Quan Âm cao 2m, mặt hướng ra biển. Với công trình này, kỷ lục về tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam đã được xác lập. Đây chính là pho tượng Phật Bà Quan Âm lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Sau tượng Phật Bà Quan Âm ấy là chùa Linh Ứng Bãi Bụt với cổng tam quan trông ra mặt biển, tạo nên một quần thể ở vị trí vô cùng đẹp và đắc địa. Năm 2004, chùa Linh Ứng Bãi Bụt được khởi công xây dựng, là ngôi chùa đẹp lớn và trẻ nhất trong ba ngôi Linh Ứng Tự ở Đà Nẵng. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt được xây dựng trên khu đất rộng 12 hectare ở bán đảo Sơn Trà. Ngôi chùa được xây dựng kết hợp hài hòa giữa kiến trúc thanh tân và truyền thống kiến tạo thẩm mỹ cổ truyền của Á Đông. Nơi này đã và đang là một điểm tham quan của thành phố Đà Nẵng. Hàng ngày, có nhiều du khách, Phật tử trong và ngoài nước tới tham quan, thưởng ngoạn nhất là mùa hè. Bởi từ đây phóng tầm mắt ra phía trước là biển trời mênh mông. Phía bên phải là một phần bán đảo Sơn Trà với bãi biển tuyệt đẹp, viền quanh thành phố Đà Nẵng. Tới đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng tượng Phật uy nghiêm, đẹp đẽ và thắp hương tại tượng Phật Bà Quan Âm và Linh Ứng Tự, mà còn được thư giãn tại không gian phía trước quần thể này để đón làn gió biển trong lành thổi tới.
Ồ, thì bước đầu đi tới đây cũng là lần đầu tiên ở bên Mỹ đi qua bên này. Đi ra Hà Nội, đi vô đây, vô Sài Gòn là đây là cái bước chân thứ ba mà từ này đi tới đây. Thì bước cái vẻ đẹp đây thì thấy thiệt là hùng vĩ, thấy thiệt là lớn. Nhưng mà cũng có đứng gần núi, gần đồi, thấy tính cách thiên nhiên thiệt là hay, khiến cho du khách tới đây nhiều hơn. Mình cũng về mình giới thiệu để người ta dồn vô cái nét đẹp của Việt Nam mà. Khi đến đây lần đầu, phải nói là lần đầu tiên và đến đây thì cái không gian nó tạo cho một cái gì mà nó quá rộng lớn, mình cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Và khi lên đến đây nhìn cái bức tượng của Đức Quan Thế Âm thì mình lại càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn và có cảm tưởng như có một sự che chở vậy đó. Bởi vì khi mình nhìn lên cái hình của bà thì cái nét mặt rất là nhân hậu, cái ánh nhìn rất là bao dung. Bởi vì mình cũng đã đi nhiều nơi, cũng chiêm ngưỡng nhiều cái tượng Phật Bà Quan Âm, nhưng mà phải thấy rằng là cái tượng Phật Bà này cái khuôn mặt rất đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình tham quan và tìm hiểu những địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn nhất thành phố biển Đà Nẵng. Và qua chương trình này, Top Việt Nam cũng hy vọng đã cung cấp cho các bạn những địa chỉ du lịch hấp dẫn tại thành phố biển xinh đẹp này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.